Rồi đó, cứ chờ nó. Bê rồi.
tối đen hết trơn rồi. Chiếc này nó dữ nè, chạy bốc đầu luôn nè. Lát ra nè. Ôi, lắc ghê không? À. Gom xe đi về rồi. Đi thấy nhỏ xíu luôn, ghê quá à. Hết thở hết ga luôn. Tiếp theo sẽ là một anh xào ăn ra ha. Rồi bê kìa không, qua đây nước sấy là bê văn này liền. Rồi. Ui, dữ à. Ôi. Ôi. Vô góp chưa? Dầm tàu ha, cái đang biến là cửa cống nè, với chiếc tàu ủi mini ha, chiếc tàu ủi mình thấy rất là độc lạ luôn ha. B dai đây là chú rồi, này luôn hả, sắp này luôn đó, rồi thấy không, lên có thể là không nổi nha, nhẹ nhàng, quá dữ luôn. Thái Lan là bề ngang đâu đó khoảng cỡ 5 mét ha. Rồi dầm cầu thì lấy dầm cầu cũ hay sao nè. Rồi cỏ ở đây à. Dầm bây giờ lấy về đập sắt bán phế liệu ha. Thank you.
nước xuôi nha các bạn, những cái ghe cẩm đó nè. Tiếp theo là tới những chiếc ghe cây này ra ha. Đây có một chiếc vỏ cây nè, đang tiến lại cửa cốc. Giờ đang tiến ra từ từ ha. Đang chạy ra Mi Linh Ti không nè. Chiếc vỏ lúa mà thấy khá dài luôn á. Chiếc vỏ nổi ra ha. Rồi, nói đi theo sau là nguyên một tàu luôn nè. Là lúc này là nước chảy yếu rồi, ghe khẩm mới dám ra ha. À, đây coi chiếc vỏ nè.
tay không ha. Tiếp là một chiếc ghe sắt nữa nè. Rồi đó, chiếc này mình thấy nó lắc rồi đó, có hiện tượng là lắc rồi nè, lắc qua lắc lại luôn. Khủng khiếp không? Ớn thật chứ. Tiếp là một chiếc vỏ ha, vỏ lúa nữa nè. Thank you.
Ở đây có một em bé cũng đi ghe đó nè, đi chung với gia đình ha. Đang thấy phát tài chào lia lịa chân nữa không? Quá luôn. Mấy anh em này bên công đoạn ha, đóng đóng này kia thì sang lúa nha các bạn. Chiếc này đặt mấy ngoài ha, mấy ngoài đi cống này kia thì cũng hơi khó khăn chút xíu ha. Để vào chút mình tập hai chiếc qua. Để chứ trên mặt này xúc xích ra không ba? Nào ở dưới ra mình mới xúc mình chịu. Chiếc ghe cát đằng này nãy xà quặng trên kia giờ tiếp tục là quay ra nữa xà quặng nữa hay gì nữa nè. Rồi dướng cho anh nha. Phải đâu? Như ghe là như ghe lúa tiền ra ngoài hay gì là sao các bạn? Bên mấy anh em cộng đoàn nè. Đội trưởng nhảy. Bây giờ mấy anh em đang đại lên xuống lặn chuyền lúa ra ngoài nha. Rồi đó, tay xuống kìa nó. Thôi thôi coi coi. Thôi rồi. Cẩm nghe người ta luôn rồi, quá ơi. Cái này là anh em bên công đoàn ha. Rồi, đỡ nó bị bê mấy anh em đang đỡ ra. Quá. Hết biết rồi. Chỉ còn vài chiếc là sẽ kết thúc ha, và đóng cống lại ha, và chiếc này đang tăng tốc lên nè. Wow, wow, chiếc sao cũng dữ nữa kìa. Cơ nè. Quá. Ôi, sợ đóng cống rồi. Quá chạy vậy. Đóng cống lên kìa. Nạp quá nạp à. Rồi, chiếc này đặt máy ngoài ha. Rồi lúa này đang xì luôn rồi. Quá trời rồi. Rồi ở đây còn hai ghe ha. Hai ghe đang tăng tốc ra để cống đóng nè. Quá tới nước rút rồi. Lúa này mình thấy hơi xấu rồi các bạn. Quá đen luôn rồi. Đây là chiếc cuối cùng ha. Đó, nó cứ hút nhà là quạt cắm luôn. Rồi video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc nha các bạn. Các bạn xem xong thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo luôn ha.